6.000 đồng một ký xoài cát chu nghịch vụ. Có lẽ trong suốt nhiều năm làm vườn của mình, ông Nguyễn Văn Tây chưa bao giờ nghĩ đến việc xoài lại có thể rớt đến mức giá này. Giờ đây, điều khiến ông Tây lo nhất là hai công xoài đang sắp tới kỳ thu hoạch. Chỉ có năm nay thôi chứ một năm là cái này là giá mấy chục ngàn ký không. Lai thì ít thì mùa quá vì cái bệnh này là khó đi được đó. Thành ra giá xài nó ít có đi mua nhiều, thành ra rớt giá. Vụ này rồi bán được rồi chưa có đi bán được, bị người đó xa ta lợi thôi. Trong khi nhiều nông dân đang chấp nhận bán xoài với giá thấp kỷ lục, thì những nông dân tại tổ hợp tác xoài rải dụ phường 6 đang bán được với giá khá hơn, ở mức 9.000 đồng mỗi ký. Tất nhiên là lợi nhuận không được như mong muốn, nhưng người trồng xoài cũng hiểu, mức giá này đã rất ổn so với thị trường hiện tại. Biết doanh nghiệp này cũng 10 năm tại chỗ chị Nhi đây là cũng gần, rồi làm ăn trước giờ nó rất là ổn định, tại chị cũng hàng xuất khẩu được cho mình hàng đẹp đó thì giá nó cao hơn thị trường ở ngoài. Chị thì cũng lo cho mình được cái mùa dịch này mà mua cao giá hơn thì mình cũng phải gắn bó cho với chị lâu dài chứ mình không có bỏ. Ví dụ mình có xài là chị alo là mình sẽ để cho chị. Phía doanh nghiệp cho biết họ chọn gắn bó với nông dân nơi đây, thậm chí chấp nhận mua cao hơn giá thị trường bất cứ thời điểm nào là do chất lượng trái xoài luôn được đảm bảo. Ngay trong cả thời điểm giãn cách xã hội như hiện tại, doanh nghiệp vẫn đang có được những lô xoài chất lượng để phục vụ thị trường Nga và Nhật. Cái xoài của họ rất là chất lượng, cái hàng mình để nó không có bị hư. Nói chung chị đi qua thị trường tới nước ngoài, chị để 2 tuần, 3 tuần là cái xoài vẫn ổn, không sao. Mình kết nối với nông dân thì mình giữ đúng lời. Dù thị trường có lên, có xuống thay đổi như thế nào, mình vẫn đồng hành với những hộ đó, mình không bỏ rơi họ. Lúc này thị trường cao lên, mình vẫn thu cao hơn, thì bà con sẽ phấn khích. Cái sự gắn bó mặc dù là không có ký kết bằng cái giấy tờ, nhưng mà cái đó là cái uy tín của công ty với nhà vườn với nhau, mình hiểu được và nhà vườn hiểu được cái công ty, cho nên mới đi được trọn dài vậy. Mùa xoài nghịch vụ năm nay là một nốt trầm đối với nhà vườn Đồng Tháp. Tuy nhiên, người trồng xoài liên kết để chứng minh mình có thể hạn chế được phần nào ảnh hưởng của dịch bệnh, cũng như việc doanh nghiệp sẽ lựa ưu tiên lựa chọn, hỗ trợ tối đa cho những nhà vườn biết chọn chữ tín khi liên kết làm ăn.